có được 25 đồng, 26 đồng. Nhà cũng hai viên, mở cái nắp ra, để coi. Ở trong đây. Có kỹ mọi người, soi kỹ cho hình nha, cái nắp đây. Có hàng chữ ở trong này. Không hai năm bảy sáu một không không. Hai mươi sáu đồng. Glucosamine. Này set cô này. Tháng nguồn này tháng 2 2026 luôn nè, mẫu mới nhất luôn. Còn nhất luôn cái hũ Setco nha mọi người. Setco là hũ 2026 nè. Này cũng ồ, cái này hơi gì khô mát. Này là tháng 12 2025. Tháng 12 2025. Này là Setco. Đây tháng 10 tháng 2 2026. Mẫu mới nhất của nó đây. Setco. Mẫu này đi. Mình một thú. Những cái fit oil nữa. Fit oil này. Fit oil nha. Không được fit oil đây. Có dầu cá. Nó lên giá luôn, 21 đồng 22 sen. 22 đồng. Giá 22 đồng. Này nó xe hai chục đồng. Tôi bây giờ ngày 26/2025 cái hũ cũng đi nó 17 đồng. Bít ôi 400 viên này giá 13 đồng. Cái hũ đi. Hũ Setco. Cái nắp nó mở được. Mình mới không phao cái nắp ra. Cái dặn cái nắp ra coi. Oh wow. Thấy rõ mọi người. Cái nắp này giống cái nắp của thằng Glucosamine. Đang có chiếc len 13 đồng. Glucosamine. Glucosamine rau. Tôi dừng lưu vực 20 đồng. Tốt cổ này bán được bánh bía mọi người. Bía nó nhập từ Việt Nam nha. Đây, cái bía đầu xanh chính 17 đồng. Đây hộp này. Ăn cũng ok lắm nha. Trứng muối tan chảy nè. Kim sa độc xanh. Cái địa chỉ nè. Sản xuất ở Sóc Trăng nè. Đó, vô Costco bán luôn. Cái chất lượng như vậy. Nhập.
từ chỉnh heo uột an trên núi đang chảy. Nên là mấy cái bánh này nó được kiểm duyệt trước khi vô đây, cho nên mình cũng yên tâm ăn. Cái gì vô Mỹ cái cực kỳ khó, đều hỏi phải chất lượng nó cực kỳ tốt, cho nên là vô đây rồi mình mua mình ăn thoải mái không sao, không ăn tào lao được nha. Giờ mình đa số bị ung thư nhiều quá, từ ha, ăn uống thực phẩm bẩn. Có phải tiêm dâu mọi người, hộp phải bán 19 đồng, 99 20 đồng thành phần collagen tới 4.000 mg, biotin là 2.000, silica là 6.000, tinh chất từ dâu nha. Phải có cái thằng này, cái này cũng tinh chất từ dâu nè, cái mình đang uống coi nó giống mày nha. Biotin thì tới 6.000, cái này biotin này 2.000, cái này 6.000 biotin nè, cũng tinh chất từ dâu nè. Mấy collagen không biết có không đây, vitamin A and vitamin C, C mà không biết được. Thành phần vitamin C, E, biotin. Đường 2g. Nó không có collagen. Collagen này 4.000, hơi nhiều, nó nhiều. Collagen 4.000. Cái con này, con này có collagen nó mấy ngàn. Đây, collagen này cũng là 19 đồng 99 đồng bằng giá này nè. Neokin biotin nè. Đây là bằng chính nè. Biotin là 3.000, collagen là 6.000, là 9.000. Thấy mọi người, 6.000 mg collagen, 3.000 mg biotin. Con này là cây này là 4.000 mg collagen mà là 2.000 mg biotin. Chắc là silica là cái gì mình mới nghe luôn á, có 6.000 mg có thêm chất đó nữa, đó biết làm gì nha. Thế này là cái lần cái lượng lượng này nó tới 6.000 mg collagen là 3.000, thấy hơn hàng kia đó. Còn vitamin C nó tới có thêm nữa, thế này cũng ok mà. Đây collagen đây, bà nó mẹ có xíu chết rồi, vậy nó đổ nợ rồi. Nhà nó xe nhưng rồi bán đúng giá luôn, 19 đồng 99. Mua đi đây mọi người, chuẩn bị ra ngoài kia có người xét. Cái này mua mấy món nha, thẻ này. Cái này mấy giờ thôi, 8:25 mới mua xong, tổng cộng là 8 này giờ là 21 nè. Ngày 28 tháng 8 mua tổng cộng là 16 món. 16 món này, 16 món này tổng cộng là 194 đồng. Đầy đủ collagen, đầy đủ luôn, 194 đồng 61 sen, hết luôn. Này mày gửi giấy cho chú này, chú kiểm tra đang tính tiền tự động, chú rồi kiểm tra lại đủ số món. Thôi sơn dạ. I'm good, how are you? Ngọn đếm tổng cộng 16 món này, ngọn đếm số lượng. Hey, thank you, sir. Thank you, too.
8 giờ rưỡi à. 8 giờ rưỡi hơi tối à. Hơi đường. Ồ, cái này sáng khác rồi. Để quay vô vô. Ây da, ây da. Xe hơi nặng. Xe cái trăm mấy ký á. Xe này để rau quên, tiêu trời. À, thấy rồi, hai xe. Đèn sáng ghê luôn. Parking lot luôn. Sáng rực trời. Xe đẩy xe vô nè. Mình bỏ xe vô, bỏ đồ vô xe xong mình đẩy vô cái chỗ đó, có người người ta đẩy vô trong. Tới xe. Ok, xin video xin kết thúc rồi anh em người. Quay lại cho coi cho mình. Nay mới lễ mụn. Quá trời mụn giờ cái mới lành này. Này xuống sắc rồi. Ok bye mọi người nha. Bye, hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.